Thiện Đạo Đại Sư, Liên Tông Nhị Tổ. Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh Độ, cửu phẩm đạo tràng của Đạo Sước Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo: đây mới thật là cửa màu đi vào cảnh Phật, tu các hạnh nghiệp khác, xa vời quanh quất khó thành, duy pháp môn này, mau thoát sanh tử. Từ đó, ngài siêng cần tinh khổ, sớm hôm lễ tụng, ít lâu sau lại đến kinh sư, khuyến khích tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi nghỉ. Lúc ra thất lại vì đại chúng mà diễn nói pháp môn Tịnh Độ. Hơn 30 năm đại sư vừa hóa đạo vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ, hằng ngày thường nghiêm trì giới hạnh, không thể sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, ngài đem dâng cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. Tài vật của dân tín cúng cho ngài dùng tả hơn 10 môn quyển kinh A Di Đà, Hỏa Cảnh Tịnh Độ được 300 bức. Ngoài ra thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn lối sáng, không chứa để dư. Kẻ đạo, người tục quy hướng theo đức hóa của ngài, niệm Phật rất nhiều, kể đến số hàng vạn. Nhóm này thì tụng kinh A Di Đà từ 10 vạn đến 50 vạn biến. Nhóm khác mỗi ngày đêm niệm Phật từ 1 môn đến 10 môn câu. Trong đó, những người hiện tiền chứng tam muội, lúc lâm chung được thoại ứng vãng sanh, đông không thể kể xiết. Có người hỏi: niệm Phật quyết chắc được vãng sanh chăng? Ngài đáp: như ông tin tưởng và thực hành, chắc chắn sẽ được toại nguyện. Nói xong, ngài tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền có một tia sáng từ trong miệng phóng ra. Kế lại liên tiếp từ 10 đến 100 câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài phóng ra nối nhau, khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến Đế Kinh, Vô Cao Tông nghe được, phụng tứ một tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự. Đại sư có bài kệ khuyên tu như sau: da mồi, tóc bạc lần lần, lụng cụm, bước run mấy chốc, dù sang, vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ, suy già, bệnh tật, ví hưởng, khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi, vô thường chết mất, duy có, đừng tắt thoát ly, chỉ niệm A Di Đà Phật. Có người gạn: sao hòa thượng không dạy người quán tưởng Phật mà chỉ bảo chuyên trì danh? Ngài đáp: chúng sanh đời này phần nhiều chứng nặng, thâm thô, thức thần tán động, mà cảnh Tịnh Độ thì rất tế diệu, nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật xót thương khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời, thì 10 kẻ niệm 10 kẻ được vãng sanh, 100 người tu 100 người về Tịnh Độ. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác, thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 kẻ vãng sanh. Bởi tại sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm, vì không hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà, vì trái với kinh giáo và lời Phật thánh, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì tâm không thường nhớ ơn Phật, vì tuy hành đạo mà thường nhớ ơn Phật, vì tuy hành đạo mà thường tương ưng với danh lợi, vì thích theo duyên tạp làm chứng chánh hạnh vãng sanh của mình và người. Gần đây, hàng đạo tục kiến giải không đồng: kẻ thích chuyên tu, người ưa tạp hạnh,
xin khuyên nhắc, nếu chuyên niệm Phật, tất 10 người đều được vãng sanh. Như tạp tu mà không chí tâm, thì trong ngàn người, khó mong được một. Nguyện tất cả đều nên chín chắn, tự suy xét kỹ. Lại người niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, phải cố gắng nhiếp tâm, ngày đêm chớ rời thánh hiệu, thế quyết giữ, đến hơi thở cuối cùng. Như thế tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vĩnh viễn, hưởng sự vui pháp lạc vô vi, cho đến khi thành Phật, há chẳng đáng mừng ư? Đại sư cũng từng dạy, phương pháp giữ vững chánh niệm, trong lúc lâm chung như sau. Người niệm Phật, khi sắp mãn phần, muốn được sanh về tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng nên sợ chết. Phải thường nghĩ, thân này nhơ nhớp, biết bao điều khổ lụy trói vây. Nếu bỏ được thân huyễn, hôi nhơ, sanh về cực lạc, thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thù, hưởng vô lượng sự an vui. Ví như, bỏ chiếc áo cũ rách, đổi lấy đồ chân phục, còn điều chi đáng thích ý bằng. Nghĩ như thế, buông hẳn thân tâm, không còn lo buồn, tham luyến. Lúc vừa có bệnh, liền tưởng đến sự vô thường, một lòng niệm Phật, chờ chết. Nên dặn thân thuộc, chớ lộ vẻ bi thương, cùng bàn việc hay dở trong nhà. Nếu có ai đến thăm, chỉ khuyên nên vì mình niệm Phật, đừng hỏi thăm chi khác. Cũng không nên dùng lời dịu dàng an ủi, chúc cho sớm được lành vui, vì đó chỉ là chuyện bông lông, vô ích. Phải bảo trước, cho quyến thuộc hết, lúc mình bệnh ngặt sắp chết, đừng rơi lệ thương khóc, hoặc phát ra tiếng than thở âu sầu, làm kẻ lâm chung rối loạn tâm thần, lạc mất chánh niệm. Nói tóm lại, tất cả chỉ giữ một việc, xưng danh trợ niệm, cho đến sau khi tắt hơi. Nếu lại được bậc tri thức, hiểu dành về tịnh độ, thường đến nhắc khuyên, thật là diệu hạnh. Như lúc lâm chung, biết áp dụng phương pháp này, tất sẽ được vãng sanh, không còn nghi ngờ chị nữa. Việc vượt qua cửa tử, là điều rất quan hệ lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, tất nhiều kiếp sẽ chịu khổ lụy, đâu có ai thay thế cho mình. Phải chú ý, nghĩ suy và ghi nhớ kỹ. Một hôm, đại sư bỗng bảo người rằng, thân này đáng chán, ta sắp về Tây. Nói xong, leo lên cây liễu trước chùa, chắp tay hướng về Tây, chúc nguyện rằng, xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho không mất chánh niệm, được sanh về cực lạc. Nguyện xong, gieo mình xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngồi kiết già, ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng vội chạy đến xem, thì ngài đã tắt hơi viên tịch. Lời bình: các bậc tu thiền đắc đạo, muốn biểu hiện sự sống chết tự tại, có vị đứng mà hóa, có vị trở ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ uẩn, khi từ trên cao rơi xuống, dù bậc phục hoặc phát ngộ, cũng khó giữ vững được chánh niệm. Hành động của thiện đạo đại sư, từ trên cây cao gieo mình xuống đất, ngồi kiết già mà hóa, là biểu hiện sự sống chết tự tại, tùy niệm vãng sanh một cách tuyệt mức. Đại sư muốn ngầm khai thị, niệm Phật, được nhất tâm chứng ngộ, thì tịnh tức là thiền vậy.